đồi có một cái cây, trên đồi có một cái cây, cái cây rất là to, và cái cây đó là một cây cổ thụ, và chắc chắn ở dưới cây cây đó sẽ có vàng, bởi vì mình đang nghiên cứu ở trên sơ đồ, có một cái sơ đồ đó là một sơ đồ kho báu, và sơ đồ kho báu này có vẻ như là nó hơi khó hiểu, nhưng mà có một cái đánh dấu ở một cái cây đó nó mỏ thêm một cái chữ 3 mét, mình sẽ suy đoán ra thôi. Một ngày anh cứ lên đường tìm kho báu, trên đồi vàng không thấy, chắc người đời tranh thế. Ngày dài im ắng, anh ngồi thầm suy tính, sơ đồ cành chéo dâu, chắc vàng một con cú. Hello, tình hình là như thế này. Bây giờ mình có mấy con tụ quạt như thế này, nhưng mà cái bạn mà không biết về điện tử thì lại không kiếm linh kiện thì rất là khó luôn. Thì đây mình sẽ hướng dẫn một cách đơn giản nhất, đơn giản hóa luôn. Tụ này là tụ quạt nhá. Và các bạn lấy một cái đây là phích cắm điện 220 này, đấu một đầu vào một đầu con tụ như thế này. Phục hồi thì ở đây có mấy cái bộ gọi là diode mà nó tích hợp sẵn luôn một con diode như thế này, và các bạn kiếm được con diode giống như này làm rất là dễ luôn. Thì chân ở giữa này là điện xoay chiều, chân ở ngoài là để dương, chân ở ngoài đây là để âm, để rất là chi là rõ luôn, để dấu cộng của đó. Thì ở giữa là xoay chiều thì mình chỉ việc đấu vào một đầu tụ này, mình đấu vào cái đầu con diode luôn, đầu giữa như thế này luôn đó. Và một cái đầu nữa là điện, cũng là điện xoay chiều, thì các bạn sẽ đấu vào điện lưới luôn. Đây, bẻ nó lên cho chắc nha. Đấy, xoay chiều ở giữa này. Thì bây giờ có một cái đầu gọi là đề cái chữ âm rõ ràng luôn, bạn nhìn thấy không? Thì các bạn đeo đấu vào đây mình xem một đeo, và mình buộc nhé, buộc cho nó thân thiện, nhưng mà để cho những bạn không có màu hàn thì thậm chí là buộc luôn nhé, được chưa? Tiếp theo là cái bên này mày dương này, thì các bạn đấu vào cái dây màu đỏ nhé, và cũng buộc nốt đây, như vậy là xong. Như vậy hai cái đầu này là hai đầu da ắc quy, ra cái bình sạc như thế này để sạc các loại phục hồi, các loại pin nha. Mà các bạn phục hồi cái loại pin to được. Bây giờ sẽ là tiếp theo, bởi vì mình đã tính toán con này rồi, để phục hồi cái loại pin từ cái loại này xuống đến cái loại này luôn. Tại sao mình lại không đấu con điện trở, đấu thêm điện trở nữa song song với con tụ từ đây lại đây? Thì bây giờ mình, các bạn không đấu cũng được, bây giờ mình đấu để cho nó đúng quy củ. Mình lấy tạm con 460k đấu ở đây này cũng được, mà không đấu cũng được. Không đấu thì để rất lâu nó bị hết điện, và đôi khi mình vội mình sờ nó giật thôi, giật tí thôi, còn thì nó vẫn sạc bình thường như thế này.
song song giữa hai đầu tụ. Như thế này là xong bạn này. Bây giờ các bạn chỉ đấu việc đấu hai cái đầu này vào cái bình là xong. Kiếm thêm một con điện trở 4 ô. Đấu vào đây. Đấu con nối vào đầu ra để bảo vệ an toàn. Nhưng mà ở đây thì mình không cần. Mình không cần. Còn đúng đúng nó là bạn thêm con để trở vào đây nữa nha.